536 mét đất thổ cư, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, 11 mét nhân cho 49 mét, đang kêu 6 tỷ rưỡi, tính ra khoảng 12 triệu một mét vuông. Đường này thông đi rất là nhiều hướng, đi ra quốc lộ 1A 300 mét tới về chợ Bình Chánh 3 cây số, điện ba pha đầy đủ, đất thổ cư, sổ hồng riêng. Đây là xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Số điện thoại của Cò Thanh 078 666 8368. Đất mình nằm ở hướng Tây nha bà con, hướng Chánh Tây luôn. Miếng này thì đi ra quốc lộ 1A chừng 200 mét thôi, 10 mét rưỡi nhân 28, 300 mét thổ cư hướng Tây, giá 5 tỷ 2.